Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ cùng các em đi chữa để kiểm tra giữa kỳ 2 của môn toán 5 của trường tiểu học Đoàn Kết năm 2021-2022. Chúng ta sẽ đi vào các câu đầu tiên. Câu số 1, 1 điểm. Chữ số 3 trong số tập phân 12,035 chỉ. Chúng ta thấy rằng số 3 này ở thuộc hàng phần trăm. Như vậy trong 4 đáp án A, B, C, D thì đáp án B hàng phần trăm, chúng ta khoanh vào đáp án B. Câu số 2, 2 ngày bằng bao nhiêu giờ? Chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Thì chúng ta biết rằng trong đơn vị thời gian thì 1 ngày của chúng ta sẽ bằng 24 giờ. Như vậy thì muốn tính xem 2 ngày bằng bao nhiêu giờ, chúng ta thực hiện phép tính 24 giờ chúng ta nhân với 2, chúng ta thực hiện ra ngoài nháp. 2 x 4 bằng 8, viết 8. 2 x 2 bằng 4, viết 4. Như vậy chúng ta được kết quả bằng 48. Đáp án của chúng ta là đáp án C, 48 giờ. Câu số 3, số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 3 mét khối, 76 decimet khối, chuyển sang đơn vị mét khối. 3 mét khối chúng ta có sẵn rồi, vậy chúng ta không cần đổi. Vậy công việc của chúng ta chỉ cần đổi 76 decimet khối sang đơn vị mét khối. Muốn đổi từ 76 decimet khối sang đơn vị mét khối, chúng ta thực hiện phép chia cho 1.000. Và các bạn thực hiện ra ngoài nháp, chúng ta chia cho 1.000 thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 0,076 mét khối. Sau đó chúng ta thực hiện 3 mét khối cộng với 0,076, 3 cộng với 0,076 này. 0 cộng 6 bằng 6, 0 cộng 7 bằng 7, 0 cộng 0 bằng 0, 3 cộng 0 bằng 3. Dấu phẩy hạ xuống, chúng ta được kết quả 3,076. Như vậy trong 4 đáp án chúng ta có đáp án D, 3,076. Các em khoanh vào D. Câu số 4, bạn Minh của lớp em cứ 4 năm mới có một ngày sinh nhật. Em có biết bạn Minh sinh vào ngày nào, tháng nào không? Thì chúng ta biết được rằng năm nhuận thì có 366 ngày và cứ 4 năm thì có một năm nhuận. Và năm nhuận nó sẽ rơi vào tháng 2. Bình thường thì tháng 2 sẽ có 28 ngày, nhưng riêng năm nhuận thì sẽ có 29 ngày và cứ 4 năm thì có một năm nhuận như vậy. Như vậy thì bạn Minh sẽ sinh vào ngày 29 tháng 2. Như vậy thì những bạn nào mà sinh vào ngày 29 tháng 2 thì cứ 4 năm sẽ có một ngày sinh nhật nhá. Vậy chúng ta khoanh vào đáp án C, 29 tháng 2. Câu số 5, năm 938 thuộc thế kỷ thứ bao nhiêu? Chúng ta sẽ thực hiện 9 cộng 1 và chúng ta được kết quả bằng 10. Như vậy chúng ta sẽ khoanh vào đáp án B. Câu số 6, lớp 5B có 40 học sinh. Cuối năm, số học sinh loại giỏi, khá, trung bình được tổng hợp theo sơ đồ hình quạt như ở trong hình vẽ của chúng ta đây. Đề bài hỏi rằng trong 40 học sinh đó, số học sinh khá là bao nhiêu? Thì chúng ta nhìn vào biểu đồ, giỏi chiếm 50%, khá chiếm 30% và trung bình chiếm 20%. Như vậy thì đề bài đang cần hỏi xem số học sinh khá sẽ bằng 30% số học sinh của cả lớp. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện phép tính 40 nhân với 30% và chúng ta sẽ chuyển ra bằng 40 nhân 30 và chia cho 100. 40 nhân 30 thì bằng 1200, 1200 chia 100 kết quả bằng 12. Như vậy đáp án của chúng ta đáp án C, 12 em. Câu số 7, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Sáng nay Nam đi từ nhà 5 giờ 55 phút và đến trường lúc 6 giờ 18 phút. Như vậy thì bạn ấy đi từ nhà đến trường sẽ hết bao lâu nhỉ? À, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 6 giờ 18 phút chúng ta trừ đi 5 giờ 55 phút. Như vậy thì khi thực hiện 6 giờ 18 phút trừ đi 5 giờ 55 phút, chúng ta thấy rằng 18 phút không trừ được cho 55 phút. Do đó chúng ta sẽ chuyển thành phép tính 5 giờ. 1 giờ chúng ta sẽ chuyển thành 60 phút cộng 18 phút bằng 78 phút. Trừ đi 5 giờ 55 phút. Như vậy chúng ta thực hiện này, 8 trừ đi 5 thì còn 3, 7 trừ 5 thì còn 2. Vậy kết quả bằng 23 phút này. 5 giờ trừ 5 giờ thì bằng 0 rồi. Như vậy chúng ta sẽ điền số 23 phút. Câu số 8, một người đi xe máy từ nhà tới huyện mất 2,5 giờ. Biết quãng đường từ nhà tới huyện 35 km. Đề bài hỏi rằng vận tốc của người đi xe đạp đó là
chấm chấm km trên giờ. Và với bài tập này thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện ra ngoài nháp rồi. Chúng ta thấy rằng đề bài đang hỏi về vận tốc. Vận tốc thì chúng ta có công thức V thì bằng S chia cho T. Trong đó S là quãng đường và T là thời gian. Như vậy thì chúng ta sẽ cần thực hiện phép tính 35 km chia cho 2,5. Do đó chúng ta thực hiện ra ngoài nháp 35 chia cho 2,5. Chúng ta gạch này, dấu phẩy ở số chia và thêm số 0 vào. Chúng ta thực hiện phép tính 350 chia cho 25. 35 chia cho 25 thì được 1. 1 x 25 thì bằng 25. 5 trừ 5 thì còn 0. 3 trừ 2 còn 1. Chúng ta hạ 0 xuống. 100 chia cho 25 thì được 4. 4 x 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 x 2 bằng 8, nhớ 2 thì bằng 10. Như vậy 100 trừ 100 thì còn 0. Như vậy kết quả của chúng ta bằng 14 km/h. Vậy các em điền số 14. Câu số 9. Một hình tròn có chu vi bằng 31,4 cm. Đề bài hỏi diện tích của hình tròn. Với các bài toán đố thì chúng ta sẽ luôn luôn có tư duy bắt đầu từ câu hỏi. Đề bài yêu cầu tính diện tích của hình tròn. Như vậy thì chúng ta sẽ phải nhớ tới công thức tính diện tích của hình tròn. S thì bằng R nhân R nhân 3,14. Với R đó là bán kính của hình tròn. Như vậy trong bài tập này thì chúng ta đã có bán kính của hình tròn chưa? Chúng ta chưa có bán kính của hình tròn. Như vậy chỉ bằng việc đi tìm R thì chúng ta sẽ tính được diện tích của hình tròn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem bài toán cho cái gì? À, đề bài cho chu vi của hình tròn C bằng 31,4 cm. À, chúng ta có công thức gì liên quan tới chu vi, liên quan tới bán kính không nhỉ? À, chúng ta có chu vi thì bằng R nhân 2 nhân 3,14. Như vậy thì bán kính sẽ bằng chu vi chia cho 3,14 rồi chia cho 2. Chúng ta thay số vào, ở đâu có chu vi chúng ta thay bằng 31,4. Như vậy thì R sẽ bằng 31,4 chia cho 3,14 chia cho 2. R lúc này sẽ bằng 31,4 chia 3,14 thì bằng 10. 10 chia 2, như vậy R sẽ bằng 5. Như vậy chúng ta tính được bán kính bằng 5 rồi. Chúng ta quay trở lại bài toán. Bán kính R bằng 5. Như vậy chúng ta thay số vào để chúng ta tính diện tích thôi. S sẽ bằng 5 nhân 5 nhân 3,14. 5 nhân 5 thì bằng 25 nhân 3,14. Như vậy chúng ta sẽ tính ra ngoài nháp phép tính 3,14 nhân 25. 3,14 nhân với 25. 5 nhân 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 5 nhân 1 bằng 5, nhớ 2 thì bằng 7. 5 nhân 3 thì bằng 15. 2 nhân 4 bằng 8, 2 nhân 1 bằng 2, 2 nhân 3 thì bằng 6. Chúng ta cộng, 0 cộng 0 thì bằng 0. 7 cộng 8 thì bằng 15, viết 5 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, nhớ 1 thì bằng 8. 1 cộng 6 thì bằng 7. Chúng ta đếm có 1, 2 chữ số. Như vậy chúng ta đánh dấu phẩy. Kết quả của chúng ta được 78,50. Như vậy thì đáp án của chúng ta 78,5 m². Như vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B. Các em khoanh vào B. Câu số 10. Nếu bán kính của hình tròn gấp lên 3 lần thì diện tích của hình tròn gấp lên mấy lần? Chúng ta sẽ thấy rằng này, diện tích của hình tròn, công thức S sẽ bằng R nhân R nhân 3,14. Khi bán kính của hình tròn gấp lên 3 lần thì chúng ta sẽ có một bán kính mới, gọi ký hiệu R sẽ bằng R nhỏ nhân với 3. Khi đó thì diện tích thì ký hiệu là S phẩy, nó sẽ bằng R nhân 3 nhân R nhân 3 nhân 3,14. Chúng ta sẽ thấy rằng S phẩy sẽ bằng 3 nhân 3 thì bằng 9 rồi, nhân với R nhân R nhân 3,14. Các em nhìn thấy này, R nhân R nhân 3,14 nó chính bằng giá trị S, đúng không? Như vậy thì S phẩy sẽ bằng 9 nhân với S. Như vậy thì diện tích của nó đã tăng lên 9 lần rồi. Chúng ta khoanh vào đáp án C. Câu số 11. 1 giờ 25 phút thì bằng bao nhiêu phút? Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm. Với bài tập này thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải đổi 1 giờ sang phút. 25 phút chúng ta cần đổi. 1 giờ thì bằng
60 phút thì bằng 60 phút. Như vậy thì 1 giờ 25 phút thì chúng ta sẽ thực hiện 60 phút cộng với 25 phút. 0 cộng 5 bằng 5, 6 cộng 2 bằng 8. Như vậy kết quả bằng 85. Vậy đáp án của chúng ta đáp án D, các em khoanh vào D. Câu số 12, lựa chọn kết quả phù hợp với từng phép tính. Với câu 12 này thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính nối. Ý đầu tiên này, 15 ngày 17 giờ cộng 8 ngày 13 giờ. 15 ngày cộng 8 ngày thì bằng 23 ngày. 17 giờ cộng 13 giờ thì bằng 30 giờ. 30 giờ thì chúng ta thấy rằng tách ra bằng 24 giờ cộng với 6 giờ. Vậy chúng ta sẽ có 23 ngày 34 giờ sẽ bằng 24 giờ 6 giờ. Như vậy thì kết quả đầu tiên sẽ nối với kết quả 24 ngày 6 giờ. Ý tiếp theo, 33 phút 78 giây trừ 19 phút 25 giây. Chúng ta thực hiện 33 phút 78 giây trừ đi 19 phút 25 giây. 8 trừ 5 thì còn 3, 7 trừ 2 thì còn 5. Vậy kết quả 53 giây. 3 không trừ được cho 9, 13 trừ 9 thì còn 4. Trả 1 xong 1 được 2, 3 trừ 2 còn 1. Như vậy kết quả của chúng ta bằng 14 phút 53 giây. Như vậy thì 14 phút 53 giây, kết quả của chúng ta cũng nối sang thôi. Ý tiếp theo, 4 giờ 40 phút nhân 5, 4 giờ 40 phút. Chúng ta nhân với 5. 5 x 40 thì bằng 200 đơn vị phút. 5 x 4 thì bằng 20 đơn vị giờ. Như vậy chúng ta sẽ có 20 giờ 200 phút. 20 giờ 200 phút thì chúng ta sẽ đổi 200 phút ra giờ bằng cách chúng ta chia cho 60. Thì chúng ta được kết quả 3 giờ và dư 20 phút. Như vậy thì 20 giờ 20 phút sẽ chuyển thành 23 giờ 20 phút. Như vậy chúng ta cũng nối sang bên. Ý tiếp theo, 9 giờ 40 phút. 9 giờ 40 phút. Chúng ta đem chia cho 4. Vì 9 không chia được cho 4, chúng ta có thể chuyển thành 8 giờ. 60 phút cộng 40 phút thì bằng 100 phút. Và chúng ta đem chia cho 4. 8 giờ chia cho 4 thì bằng 2 giờ. 100 phút chia cho 4 thì bằng 25 phút. Như vậy chúng ta được kết quả 2 giờ 25 phút. Vậy chúng ta nối với nhau. Chúng ta sang tiếp câu số 13. Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m và chiều cao 5m. Người ta quét vôi 4 bức tường xung quanh của phòng học và trần nhà. Biết tổng diện tích các cửa là 7,8m². Diện tích cần quét vôi. Chúng ta cần điền vào đây. Để giải được bài toán này thì chúng ta nhớ cái dạng toán này. Dạng toán này là dạng toán sơn căn phòng. Như vậy khi sơn căn phòng thì chúng ta sẽ sơn ở đâu? À, chúng ta sẽ sơn xung quanh 4 bức tường của căn phòng hình hộp chữ nhật đó. À, như vậy thì 4 bức tường xung quanh đó, đó chính là diện tích xung quanh. Và chúng ta sơn cả trần nhà. Như vậy chúng ta sẽ cộng với diện tích của một đáy. Nhưng chúng ta không sơn ở nền nhà. Bởi vì nền nhà thông thường thì chúng ta sẽ lát đá hoa hoặc lát gỗ, đúng không? Và sau đó chúng ta trừ đi diện tích các cửa thì chúng ta sẽ ra được diện tích cần quét vôi. Như vậy thì muốn tính được diện tích cần quét vôi, bước đầu tiên chúng ta phải tính được diện tích xung quanh. Sau đó chúng ta cộng với diện tích của trần nhà, đó là diện tích một đáy. Sau đó chúng ta trừ đi diện tích cửa. Diện tích cửa có chưa? Có rồi, vậy không cần tính. Bây giờ chúng ta cần phải đi tính diện tích xung quanh và diện tích đáy. Nó sẽ bằng diện tích cần quét sơn đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ tính diện tích xung quanh của căn phòng. Diện tích xung quanh của căn phòng nó chính bằng diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Thì bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Chu vi đáy đó là chu vi của hình chữ nhật. Thì bằng dài cộng rộng nhân 2. Chính bằng 10 cộng 6 nhân 2 rồi nhân với chiều cao bằng 5. 10 cộng 6 thì bằng 16, 2 nhân 5 bằng 10. Vậy chúng ta nhẩm được kết quả 16 nhân 10 bằng 160 đơn vị mét vuông.
Sau đó chúng ta tính diện tích trần nhà. Diện tích trần nhà nó chính bằng diện tích của đáy, nó bằng chiều dài nhân với chiều rộng, tức là 10 nhân với 6 và kết quả bằng 60 đơn vị mét vuông. Quay lại công thức của chúng ta, diện tích sơn bằng diện tích xung quanh cộng diện tích đáy trừ diện tích cửa. Bây giờ chúng ta chỉ cần thay số vào để giải bài toán này thôi. Diện tích cần quét vôi này. Chúng ta thực hiện 160 cộng 60 trừ đi 7,8. 160 cộng 60 chúng ta được kết quả 220 trừ đi 7,8. 0 không trừ được cho 8, chúng ta thực hiện 10 trừ 8 thì còn 2. Trả 1 sang 7 thì được 8, 0 không trừ được cho 8, 10 trừ 8 thì còn 2. Trả 1 sang 0 được 1, 2 trừ 1 thì còn 1, 2 trừ 0 thì còn 2. Như vậy kết quả của chúng ta sẽ bằng 212,2 đơn vị mét vuông. Vậy chúng ta điền vào số 212,2. Các em đáp số bài toán 212,2 mét vuông. Câu số 4, hình dưới đây có mấy hình lập phương nhỏ. Chúng ta nhìn vào hình vẽ này. Ở chiều dài của hình lập phương này sẽ gồm có 4 hình lập phương nhỏ. Và chúng ta phép tính 4 nhân với chiều rộng của nó sẽ có 2. Và chiều cao cũng có 2 hình lập phương. Như vậy thì chúng ta sẽ có 4 nhân 2 nhân 2. 4 nhân 2 bằng 8, 8 nhân 2 thì bằng 16. Như vậy sẽ gồm có 16 hình lập phương nhỏ. Câu số 15, tính bằng cách thuận tiện nhất rồi viết kết quả xuống bên dưới. Với câu số 15 này, chúng ta nhìn thấy này, 13,25 chia cho 0,5 cộng 13,25 chia 0,25 rồi cộng với 13,25 chia cho 0,125 và duy nhất có 13,25 nhân với 6. Với những bài toán này thì chúng ta nhìn thấy các số 0,25, 0,5 rồi 0,125 đó là những số đặc biệt. 0,5 nó chính bằng 1/2, 0,25 bằng 1/4 và 0,125 thì bằng 1/8. Vậy bước đầu tiên thì chúng ta sẽ chuyển các số thập phân này về dạng phân số. Chúng ta sẽ có 13,25 chia 0,5, chúng ta chuyển thành chia 1/2 cộng với 13,25 chia cho 0,25, chúng ta sẽ chia cho 1/4 cộng với 13,25 chia cho 0,125, chúng ta sẽ chia cho 1/8 và cộng với 13,25 nhân với 6. 13,25 chia 1/2 và chúng ta nhân nghịch đảo đây, chúng ta sẽ bằng 13,25 nhân 2 cộng 13,25 nhân 4 cộng với 13,25 nhân 8 và cộng với 13,25 nhân 6. Chúng ta thấy rằng 4 biểu thức này đều có thừa số chung 13,25. Vậy chúng ta đặt 13,25 ra ngoài làm nhân tử chung. Bên trong còn 2 cộng 4 cộng 8 cộng với 6. Và chúng ta sẽ được 13,25 nhân với 2 cộng 4 thì bằng 6. 6 cộng 8, 14. 14 cộng 6 thì bằng 20. Và chúng ta sẽ được kết quả. Chúng ta thực hiện ra ngoài nhé. 13,25 nhân với 20, vậy chúng ta sẽ thực hiện 132,5 nhân với 2. Vì 20 chúng ta tách bằng 2 nhân 10. 10 nhân với cả 13,25 thì bằng 132,5. 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 2 bằng 4, nhớ 1 thì bằng 5. 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 1 bằng 2. Chúng ta phẩy ở dưới. Như vậy thì kết quả của chúng ta sẽ bằng 265. Các em điền số 265. Như vậy, thầy đã vừa hướng dẫn cho các em xong câu số 15, cũng là câu cuối cùng của đề kiểm tra giữa kỳ 2 của môn toán 5 của trường tiểu học Đoàn Kết. Các em hãy ấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các video tiếp theo của thầy. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Xin chào!